Và sự góp sức góp công góp của do như thế ủy ban chúng tôi
liên ủy ban chúng tôi mới có thể làm việc được và có thể thành công được. Đã có tiếng nói chúng ta đến với cộng đồng từ Quảng Trị và các cái trường hợp Quảng Trị cũng như là các cái chữ và gỡ cái tiếng ta ảnh hưởng tới những cái đồng bào đang phải đối trợ về nhà. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay là một minh chứng hùng hồn rằng chúng ta không muốn cộng đồng của chúng ta bị xâm nhập bởi cộng sản Việt Nam. Và cái quyết nghị 36 đã thi hành từ 30 năm nay, 3 năm nay rồi và họ vẫn tiếp tục thi hành. Và điển hình như anh Phan Thị Nhân có nói là bảo vệ quyết ly, chúng ta cố gắng bằng mọi sức với sự hỗ trợ của đồng bào làm thế nào chúng ta có thể cô lập quá tờ báo phiên quyết định để tờ báo nó không thể là một cái cơ quan tuyên truyền của cộng sản ngay trong cộng đồng tị nạn của chúng ta, bởi vì cái sự tuyên truyền của cộng sản trong cộng đồng nào cũng thấy cảm nhận được. Một chút nữa đây, sau khi nghe quý vị trình bày có ý kiến thì ủy ban chúng tôi sẽ thâu nhập những ý kiến đó và tìm những phương thức nào để thành lập trong cái dòng báo pháp thích hợp nhất để chấm dứt tờ quyết ly khi kiểu ủy ban bảo vệ và có ý kiến của chúng tôi. Tôi nguyện xin đứng sát cánh với đồng bào và luôn luôn có mặt khi đồng bào cần đến. Xin chào quý đồng bào. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đã thấy có nghị viên em tính khách đang có mặt ở trong hội trường. Chúng tôi xin giới thiệu nghị viên em tính khách. Kính thưa quý vị, ở Dana Point, tức là miền Nam California của chúng ta. Nhưng mà với kiến thiết trong đây không phải chỉ vì chống đối ở Nam California mà đã bị chống đối ở New York, ở Washington DC. Vì thế, và đồng thời cuộc gặp gỡ của luật sư đối với lại tòa bạch ốc, xin trân trọng kính mời luật sư.